phương tới thành tích vượt bậc trong trường giáo dục quốc tế nhằm giúp học sinh đạt thành công trong tương lai và hạnh phúc trọn đời. Trường Senulat hướng tới mục tiêu đào tạo ra những công dân toàn cầu với ba giá trị cốt lõi: chính trực, lòng thấu cảm, sáng tạo. Đây chính là ba giá trị nhân văn cốt lõi trong quan điểm giáo dục nhân cách của học sinh nhà trường. Thay mặt hiệu trường, tôi xin cảm ơn các bậc cha mẹ học sinh đã bỏ thời gian kế thừa buổi học thảo cùng Senulat kiến tạo tương lai để nhà trường chia sẻ sâu rộng toàn diện lộ trình học tập cũng như định hướng.